Nằm trong vùng quy hoạch. Tại hội nghị, đại diện Viện Nghiên cứu Thiết kế Đô thị đã trình bày đồ án điều chỉnh quy hoạch chung khu đô thị Nam Sơn Sao Vàng đến năm 2040. Theo đó, phạm vi ranh giới được điều chỉnh quy hoạch bao gồm toàn bộ diện tích của vùng các đô thị thị trấn Nam Sơn, thị trấn Sao